Ok, hello anh em, chúng mình em đến với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay tiếp tục tiến trình là chơi về con tài xỉu anh em ơi. Thì dạo gần đây là anh em cứ kiểu bình luận bảo game tài xỉu mình đang chơi uy tín hay không, và về cái gọi là phương pháp nó gọi là áp dụng những con game lại khác nữa không. Thì mình nói cái vấn đề là về cái uy tín, độ uy tín của con tài xỉu này cực kỳ tốt em nhá. Đấy, thì gọi là cực kỳ uy tín luôn. Thì anh em xem video của tôi nhiều, anh em biết là mẹ tôi hay chơi với con tài xỉu này đúng không? Đấy, uy tín đến độ mà tôi mẹ một người như tôi không bao giờ mẹ mà kiểu chơi những thể loại game tài xỉu bên con cổng với game khác. Đấy, còn về phương pháp của mình thì nó có thể áp dụng trên mọi mặt trận anh em nhá. Đấy, áp dụng trên mọi con game gọi là tài xỉu khác nhau. Đấy, ví dụ như là con Sunwin này, Red VIP này, Hit Club 88 gì đấy thì nó cũng gọi là áp dụng được tốt hết anh em nhé. Đấy, cả bảng vị phiên 1.0 và bảng vị phiên 1.5. Hôm nay thì khả năng là vào chơi bảng vị phiên 1.0, à 1.5 anh em ơi, 1.0 chơi xong hết rồi. Nói chung là mình lại thích những cái gì mới mẻ hơn anh em ạ. Đổi những cái gì mới mẻ hơn. Đấy, 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 10 tay này tay nghỉ anh em ạ. 10 tay nghỉ rồi, cầu thì đang đi cầu 21. Mẹ gì tay này không bắt xỉu. Đúng không? À cầu 1 2 3 tách à? À 3 2 1 tách. Đây. 3 này, xong lại tách tài, xong lại 2 xỉu hay xong lại tách tài lại 1. Cầu này thì đi tiếp muốn xỉu rồi. Vốn thì mình cũng vừa nạp vào xong em ạ. Đấy, vừa nạp vào xong thì gọi là triển khai luôn. Nào. Ôi sổ không phải lát xỉu à. 6 4 ra 2 thì hỏng rồi. Những trường hợp như này thì tôi cũng biết bắt vào đâu nên là tôi nói phép là vào xỉu thôi, nhưng thật ra thì nói chung là tôi đoán sai thật đấy. Nào, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 8 thì dưới 10 vào xỉu anh em nhé, dưới 10 vào xỉu, trên 10 vào tài. Đấy, mình đi 3M anh em ơi, đi 3M thôi. Bên MD5 thì cái phương pháp của mình không thích áp dụng bên MD5 cho lắm, bởi vì cầu kèo bên MD5 là nó đi cực kỳ xấu luôn, nó bẻ cực kỳ dai, bẻ kiểu bẻ đẳng cấp luôn. Rồi tôi bị MD5 nó bẻ đẳng cấp á, và tôi là một thằng là chuyên đi săn những con hũ anh em ạ, chuyên đi săn những cái con hũ đấy, game nào có hũ vào săn luôn. Cái tà tài xỉu tôi đang chơi mẹ vào săn hũ vậy sướng cái đát, sướng cái mắt đã cái đời anh em ạ. Nào, ok chưa, vào xỉu cái này nhá. Ok, húp luôn 3M vào mồm này. Đấy, mẹ cực kỳ ngon. Phương pháp thì mình vẫn là đang áp dụng vào D5, thì hiện tại đang nghiên cứu thêm là 2.0, nhưng mà 2.0 thì khả năng là tuần sau anh em ạ. Khả năng là tuần sau. Đấy, 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12. 12 tay này vào tài. Vẫn đi đè 3M nhá. Mình lại kiểu chuyên mục là lấy lãi để ra lãi anh em ơi. 4953 mẹ cực kỳ ghét luôn nha. Tôi không thích 49 đâu anh em. Đấy, nên là tôi sẽ đánh thêm một mờ nữa. Nói chung là những cái về cái số mẹ tôi thiên về những cái tâm linh, mẹ tâm linh đéo luôn đâu anh em ạ. Kể về mẹ hôm qua tôi vừa gặp quả mẹ vì con ma đứng ngoài cửa xong. Nhưng mà éo sợ. Đấy, éo sợ. Nào. Ui trời ơi, 4 2 ra 1. Khoai ghê đấy nhỉ. Cầu lại lại đi 3 2 1 xong là 1 2 3. Tiếp nào, tay tôi nhìn rồi tôi phát biết bắt vào tài luôn em ạ. 2 4 6 8 10 12. Không cần đến nhiều. Tay lại vào 4M đúng không? Mình sẽ thêm 2M nữa. Đấy. Thêm 2M nữa bởi vì sao? Về cái phương pháp của mình thì anh em cứ đi đầu tiền đã, xong đấy anh em gãy một tay đúng không? Anh em cộng thêm mẹ nhân thêm gọi là bơm thêm tiền vào ấy. Đấy, bơm thêm 2 hoặc 3M, 3M trở xuống em nhé, đừng quá 3M. Nói chung là bơm như vậy. Thì anh em sẽ đảm bảo được cái vốn của mình sẽ vẫn lại chốt được cái lãi này, lãi đậm. Tay thì chắc chắn ăn rồi, tay đầu tiên ăn và tay thứ hai gãy. Ok la chưa? Nào. Ui dồi ôi, 52 có chân anh em ạ, rén ghê ấy. 52 có chân rén ghê ấy. Đúng một mẹo cầu 1321 xong lại 123 anh em ạ. Đấy. Chốt ngay 4M và 1. Đấy thì mình đã chắc tay này mình ăn rồi đấy. Nói với anh em rồi đúng không?
chốt được cái lãi này. Vào 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 vào tài à? Ok, sẽ vào tài tới đấy nhỉ. Cầu đi 3, 2, 1, xong lại 1, 2, 3 tách mà. Nhưng mà chưa chắc đâu anh em. Bởi vì nhiều trường hợp là cầu là thêm gọi là quả cầu 1, 2, 3 lệch. 3, 2, 1 xong lại đi là 1 tài, 2 xỉu và 3 tài. Đấy. Nào. Thì về cái phương pháp thì anh em đã áp dụng khá là nhiều nên mình sẽ không phân tích rõ ràng cho lắm, mình cứ phân tích ngắn gọn cho anh em xem thôi. Đây mình vào chơi, mình nói về trả lời cho anh em về những cái gọi tài xỉu uy tín hay không này, hay là về cái phương pháp mà mình chơi những con game nào ổn hơn. Tôi lại thấy những con game về bằng cái phương pháp của mình cũng ok là nào. Ui số ơi, hai bốn trả hai rồi. Ôi mày, tôi đánh nhẹ anh em ạ. Mày tôi lấy tôi vào 2M. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 11. 11 thì lại tài lại tay này, mình sẽ vào chắc tầm khoảng thêm 2M nữa đi. Lại cắt luôn gốc em nha. Nãy giờ vẫn chưa kiếm được quả lãi mà em đẻ ra lãi đâu anh em, toàn lấy gốc đẻ lãi anh em ạ. Nào. Ê, tay này đây thì 5 5 trả 2 à. Hiện tại cũng là khung giờ tối anh em ạ. Đây. Hiện tại nó là 8 giờ 14 rồi, khung giờ tối anh em nhé. Khung giờ tối thì thường thường em cầu kèo đi ảo ma Canada lắm. 2, 1 này. Tiếp nào. Ui số ơi, 65 ra 3 này. Ok. Chốt lại 5M8 luôn. Thôi thì khả năng là xin anh em để dùng video đấy nhá. Đây là chủ yếu và mình đánh tiếp là cái phương pháp bảo vệ 1.0 và nó trả lời những cái câu hỏi của anh em thôi. Thì mình thấy là phương pháp của mình là vẫn là ok là nhất rồi anh em ạ. Dễ dàng áp dụng, chuẩn, bắt cầu chuẩn, soi cầu chuẩn này. Đấy, thì chơi gọi là chốt được cái lãi lòng mà cũng ấm cúng lắm rồi. Tí lại chuẩn bị 9 giờ đi ăn đêm anh em ơi. Đấy, anh em lại ý quý cho tôi xin một like và đăng ký kênh. Nói chung là hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé.